Chào mừng các em đến kênh Khởi Liêm trong bài giảng. Hôm nay Khởi xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập đó hai sách chân trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng của Khởi Liêm, nếu các em thấy dễ hiểu thì sau khi xem video xong, các em sẽ chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha. Các em sẽ chia sẻ video với bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nha, càng nhiều bạn xem càng vui. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài một trang 137 đến 139 bài kiểm tra. Giờ mình sẽ làm câu số 1 chứ, nói khái mẫu. Như vậy ở đây người ta cho mình một tia số, bắt đầu ở đây là 20, 30, 40, 50, vân vân. Mình sẽ nói số tương ứng với cái vạch trên đó. Vạch ở đây là 20, tiếp theo sẽ là 30, 40, 50. Mỗi vạch cách nhau là 10 đơn vị, đúng không? Giờ như vậy ở đây là vạch 20, tiếp theo sẽ là vạch 30. Nên mình sẽ nói số 30 xuống cái vạch này nha. Giờ thầy sẽ nói số 30 với cái vạch này nha. Giờ tiếp theo vạch tiếp theo sẽ là 40, 50, 60. Giờ mình sẽ nói 60 với cái vạch này nha. Giờ tiếp theo sẽ là 70, 80. Giờ mình sẽ nói số 80 với cái vạch này nha. Nói lại. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống như thầy thì các em có thể bấm nút hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 thì người ta kêu mình viết các số 98, 43, 74, 25 theo thứ tự từ lớn đến bé. Như vậy ở đây mình sẽ có các số. Bây giờ người ta kêu mình viết theo thứ tự từ lớn đến bé. Như vậy mình phải so sánh bốn số này. Số nào lớn nhất thì mình sẽ viết trước. Sau đó sẽ giảm dần, đúng không? Giờ bây giờ thì mình sẽ so sánh trước. Đây là 98, 43, 74, 25. Trước hết mình so sánh hàng chục trước nha. Hàng chục đây là số 9, 4, 7, 2. Thì rõ ràng 9 phải lớn nhất. Như vậy là 98 lớn nhất. Tiếp theo số 7 là 74. Lớn thứ 2. Và 4, hàng chục số 4 sẽ là 43. Sẽ là lớn thứ 3. Đúng rồi. Như mình trả lời phía dưới này sẽ là. Giờ các số theo thứ tự từ lớn đến bé là. Mình trả lời dưới đây. Các số theo thứ tự từ lớn đến bé này giờ số lớn nhất sẽ là 98, đúng không? Tiếp theo sẽ là 74, tiếp theo sẽ là 43 và tiếp theo là 25. Khi mình so sánh thì mình so sánh hàng chục trước thì mình thấy là hàng chục số 9 lớn nhất, đúng không? Có nghĩa là 98 lớn nhất, số 7 lớn thứ hai, có nghĩa là 74 sẽ lớn thứ hai. Hàng chục số 4 đứng thứ 3, có nghĩa là 43 sẽ đứng thứ 3 và 25 sẽ đứng cuối cùng, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy thì các em có thể bấm nút hết video, thầy biết là các em làm được nha. Giờ tiếp theo là câu số 3, đúng thì mình sẽ ghi chữ đờ, sai thì mình ghi chữ S. Biết số bị trừ và số trừ lần lượt là 55 và 37, vậy hiệu là bao nhiêu? 92 hay là 18? Như vậy là ở đây người ta nói số bị trừ là 55, số trừ là 37, có nghĩa mình sẽ lấy 55 trừ 37. Giờ mình lấy 55 trừ 37 sẽ bằng bao nhiêu nhé, mình sẽ tính nhẩm luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, nhưng mà 5 nhỏ 7 trừ không được. Nên mình sẽ lấy 15 chữ 7 nha. 15 chữ 7 thì bằng bao nhiêu? 15 chữ 7 thì được 8, biết 8 nhớ 1, đúng không? Giờ
Số 3 này thêm 1 là 4, 5 trừ 4 được 1, nhưng kết quả sẽ là 18. Như vậy là hiệu sẽ là 18 là câu đúng nha, đúng rồi. Còn 92 sẽ là câu sai. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống như thầy thì các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4, điền số kết hợp vào chỗ chấm. Câu A là 7 decimet đổi 3 cm. Mình nhớ là 1 decimet thì bằng bao nhiêu cm? 1 decimet thì bằng 10 cm. Có nghĩa là 7 decimet bằng 70 cm, đúng không? Nên chỗ này mình sẽ ghi số 70 nha. Có nghĩa là đổi từ decimet qua cm thì các em cứ việc thêm số 0 bên phải. 77 mà thêm 0 về sau thì sẽ thành 70, đúng không? Đó là cách đơn giản nhất. Tương tự câu B, 90 cm đổi 3 decimet. Như giờ đã khi mà các em đổi từ cm qua đổi decimet thì các em cứ quy số số 0 bên phải nha. Thì mình sẽ được còn lại số 9, vậy kết quả là 9 decimet, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm nút hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là câu số 5, đúng thì mình sẽ ghi chữ D, sai mình ghi chữ S nhé. Hình vẽ bên có bao nhiêu đoạn khẳng? Như vậy là mình sẽ quan sát hình xem có bao nhiêu đoạn khẳng nhé. Như mình sẽ đếm thôi. Như mình sẽ đếm từ trái qua phải, chứ đây là một đoạn khẳng đúng không nè. 2 đoạn khẳng, 3 đoạn khẳng, 4 đoạn khẳng. Giờ như vậy ở đây sẽ là 4. Ở đây nữa là 5. Giờ ở trên đây nguyên đoạn dài là 6 nha. Đoạn ngắn này nữa là 7. Đoạn ngắn bên đây nữa là 8. Như vậy có tất cả là 8 đoạn khẳng, đúng không? Mình nhớ là từ đây tới đây là một đoạn này. Từ đây đến đây là một đoạn nữa. Nguyên một đoạn dài nữa là 3 đoạn. Như vậy là khúc trên đây thôi là 3 đoạn như này. Đây là 4, 5, 6, 7, 8. Rõ ràng là có 8 đoạn khẳng nha. Như vậy ở đây mình sẽ 8 đoạn khẳng sẽ là câu đúng nha. Rồi còn 6 và 7 là sai, đúng không? Thì cái hình này có chỗ một chỗ đặc biệt ở đây là mình hiểu là từ đây tới đây một đoạn ngắn này là một đoạn này. Đoạn ngắn bên đây là một đoạn nữa, là 2 đoạn. Nguyên đoạn dài là 3 đoạn, đúng không? Như vậy có tất cả là 8 đoạn khẳng nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 có em nào có kết quả giống như thầy thì các em có thể bấm nút hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Tiếp theo là câu số 6, câu số 6 đặt tính giờ tính nhé. Trước hết là 38 cộng 56, các em cũng đã đặt tính giờ tính bình thường thôi. Mình sẽ đặt tính sao cho hàng đơn vị khẳng cụ của hàng đơn vị, hàng chục khẳng cụ của hàng chục, giờ mình sẽ cộng từ trên xuống. 8 cộng 6 bằng bao nhiêu? 8 cộng 6 là 14, biết 4 nhân 1. Giờ hàng chục, 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 là 9, kết quả là 94. Giờ tiếp theo sẽ là phép tính 49 cộng 7 nha. Các em cũng đặt tính và tính sao cho hàng đơn vị khẳng cụ với hàng đơn vị. Giờ mình sẽ cộng từ trên xuống nha. 9 cộng 7 thì bằng bao nhiêu? 9 cộng 7 thì bằng 16, mình sẽ viết 6 nhân 1. 4 này thêm 1 là 5, kết quả là 56. Tiếp theo là 92 trừ 43. Giờ các em cũng đặt tính giờ tính sao cho hàng đơn vị khẳng cụ với hàng đơn vị. Mình thấy là 2 nhỏ 3 trừ không được, nên mình sẽ lấy 12 trừ 3 nhé. 12 trừ 3 thì bằng bao nhiêu? 12 trừ 3 thì được 9, viết 9 nhân 1. Giờ 4 này khi 1 là 5, 9 trừ 5 được 4, kết quả là 49.
Giờ tiếp theo là phép tính 93 chia 4 nha. Giờ mình cũng đặt tính, giờ tính sao cho hàng đơn vị hàng cụ của hàng đơn vị. Mình thấy là 3 nhỏ 4 chia không được nên mình sẽ lấy 13 chia 4 nha. 13 chia 4 thì bằng bao nhiêu? 13 chia 4 thì được 9, quý 9 nhân 1. Giờ 9 này trừ 1 nhớ nó còn 8. Mình sẽ viết số 8. Như vậy kết quả sẽ là 89 nha. Như vậy là mình xong câu số 36 nha. Giờ câu số 6 các em nào có kết quả giống như thầy thì các em có thể bấm hết video phải biết là các em làm đúng nha. Tiếp theo là câu số 7. Câu số 7 mình sẽ đo giờ tính độ dài đường gấp khúc ABCD. Giờ như mình thấy là đường gấp khúc ABCD thì sẽ gồm có 3 đoạn: đoạn AP, đoạn BC và đoạn CD. Bây giờ các em sẽ sử dụng hước cái hước thẳng của mình để mình đo xem AP dài 30 cm nhé. Như vậy sau khi đo xong thì mình thấy là AP dài là 4 cm. Giờ bây giờ mình sẽ đo tiếp đoạn thẳng BC xem dài bằng bao nhiêu cm nhé. Thì sau đó đo xong thì mình thấy là dài là 10 cm, đúng này. Tiếp theo mình sẽ đo đoạn thẳng CD xem dài bao nhiêu cm. Như vậy là độ dài sẽ là 6 cm, đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ trả lời phía dưới nha. Mình sẽ trả lời như vậy, mình sẽ trả lời là độ dài đường gấp khúc ABC là độ dài đường gấp khúc là, như vậy mình sẽ lấy 4 cm, 4 cộng 4 cm cộng cho 10 cm cộng cho 6 cm xem bằng bao nhiêu nhé. Như vậy là mình sẽ tính nhầm chỗ này, 4 cộng 10 là 14, 14 cộng 6 là 20. Như vậy kết quả là 20 cm, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 7 nhé. Giờ câu số 7 có em nào có kết quả giống như thầy thì các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nhé. Giờ tiếp theo là mình sẽ làm câu số 8. Câu số 8, coi vẽ thêm kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ 8 giờ. Như vậy là đồng hồ chỉ 8 giờ có nghĩa là kim ngắn chỉ số 8 và kim dài chỉ số 12 có nghĩa là đúng 8 giờ, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ vẽ kim ngắn. Hoặc là các em vẽ kim dài chứ, kim dài thì chỉ ngay số 12, đúng không? Còn kim ngắn thì chỉ số 8 có nghĩa là đúng 8 giờ. Đúng rồi. Giờ tiếp theo đồng hồ V. Người ta kêu mình vẽ khiêm kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ 20 giờ. Mình thấy là 20 giờ có nghĩa là bao nhiêu giờ tối. Mình sẽ lấy 20 trừ cho 12. 20 trừ 12 thì cũng được 8. Có nghĩa là đồng hồ cũng chỉ là 8 giờ. Có nghĩa là 20 giờ tối. Đúng rồi. Như mình sẽ vẽ giống bên đây thôi. Kim dài sẽ chỉ số 12 và kim ngắn chỉ chỉ số 8, có nghĩa là 8 giờ sáng hoặc là 20 giờ tối. Đúng rồi, 8 giờ tối thì cũng chính là 20 giờ, đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 8 nhé.
Giờ câu số 8, có em nào có kết quả giống như thầy? Các em có thể bấm nút hết video, thầy biết là em làm đúng nha. Tiếp theo là câu số 9. Trong dịp lễ 20 tháng 11 vừa qua, khối lớp 4 và lớp 5 làm 70 chậu đa sen đá tặng thầy cô, trong đó khối lớp 5 làm được là 47 chậu. Hỏi khối lớp 4 đã làm được bao nhiêu chậu sen đá nhé? Như ở đây mình quan sát, đây có rất nhiều chậu sen đá, rất là đẹp đúng không? Thì bài đề bài nói là trong dịp lễ 20 tháng 11 vừa qua, khối lớp 4 và khối lớp 5 cả hai khối nha, làm được là 70 chậu sen đá tặng thầy cô. Trong đó thì khối lớp 5 làm được là 47 chậu. Như còn lại sẽ là của khối lớp 4 đúng không? Còn lại khi mình sẽ thực hiện phép trừ, mình sẽ là 70 trừ cho 47 là ra kết quả đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 9 nha. Như vậy là người ta hỏi là khối lớp 4 đã làm được bao nhiêu chậu sen đá. Thì các em có thể trả lời là khối lớp 4 đã làm được số chậu sen đá là đúng không? Như mình trả lời nha, khối lớp 4 đã làm được số chậu sen đá này. Hoặc là các em có thể trả lời là số chậu sen đá khối lớp 4 đã làm được là cũng được đúng không? Có hai cách trả lời. Như giờ mình sẽ lấy 70 trừ cho 47. 70 trừ 47 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 0 trừ 7 không được, mình sẽ lấy 10 trừ 7 nha. 10 trừ 7 thì được 3, viết 3 như 1. Rồi. 4 này khi 1 nhớ nó là thành 5, 7 trừ 5 được 2, kết quả là 23 chậu. Đúng rồi. Giờ đáp số nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 9 nha. Giờ câu số 9 có em nào có kết quả giống như thầy thì các em có thể bấm nút hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng thì hãy bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha. Các em sẽ chia sẻ video này với bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nha. Càng nhiều bạn xem càng vui. Giờ hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.